Truyện Sơn Tinh Thủy Tinh. Vua Hùng Vương thứ 18 có một người con gái tên gọi là Mị Nương, sắc đẹp tuyệt trần. Mị Nương được vua cha rất mực yêu thương. Nhà vua muốn kén cho nàng một người chồng thật xứng đáng. Một hôm, có hai chàng trai đến xin ra mắt nhà vua để cầu hôn. Một người ở vùng núi Ba Vì, khôi ngô tuấn tú và tài giỏi khác thường. Chàng chỉ tay về phía đông biến thành đồng lúa xanh. Chỉ tay về phía tây mọc lên hàng dãy núi. Nhân dân trong vùng gọi chàng là Sơn Tinh. Còn một người ở miền biển đông, tài giỏi không kém. Chàng gọi gió, gió đến, hồ mưa, mưa tới. Chàng này tên gọi là Thủy Tinh. Như vậy, một người là chúa của miền non cao, một người là chúa của vùng nước thẳm. Cả hai đều xứng làm con rể của vua Hùng cả. Hùng Vương rất băn khoăn, không biết nhận lời ai, từ chối ai. Nhà vua cho gọi các quan lạc hầu vào để bàn bạc, nhưng vẫn không tìm được kế hay. Cuối cùng, Hùng Vương bèn phán rằng, cả hai người đều vừa ý ta, nhưng ta chỉ có một đứa con gái, biết gả cho người nào bây giờ. Thế này vậy, ngày mai ai đem đồ sính lễ đến đây trước, gồm 100 nồi cơm nếp, 200 cặp bánh chưng, voi 9 ngà, gà 9 cựa, ngựa chính hồng mao thì ta sẽ gả con cho. Sáng sớm hôm sau, Sơn Tinh đã đem đầy đủ lễ vật đến trước và được phép rước dâu về núi. Thủy Tinh đến sau, không lấy được vợ, đùng đùng nổi giận, đem quân đuổi theo, một hai đòi cướp lấy Mị Nương. Thủy Tinh hô mưa gọi gió, làm thành giông bão đùng đùng rung chuyển cả đất trời, dần nước sông lên cuồn cuộn tiến đánh Sơn Tinh. Nước ngập lúa ngập đồng, rồi ngập cả nhà cửa ruộng vườn. Sơn Tinh không hề nao núng, dùng phép màu bốc từng quả đồi, di dời từng dãy núi, chặn đứng dòng nước lũ. Nước dâng lên bao nhiêu, Sơn Tinh hóa phép làm cho đồi núi mọc lên bấy nhiêu. Hai bên đánh nhau ròng rã mấy tháng trời liền. Cuối cùng Thủy Tinh đuối sức phải rút quân về. Từ đó Thủy Tinh đâm ra oán thù Sơn Tinh lắm, nên năm nào cũng làm mưa, làm bão, dâng nước lên đánh Sơn Tinh, gây ra cảnh lục lội khắp nơi. Và lần nào Thủy Tinh cũng thua, phải bỏ chạy. Truyện Sự Tích Dưa Hấu. Tục truyền ở nước ta, người trồng quả dưa hấu đầu tiên là Mai An Tiêm, sống vào thời vua Hùng Vương thứ 18. Mai An Tiêm ra đời tại một vùng biển xa xôi ở phương Nam, bị bọn thuyền buôn bắt làm nô lệ rồi đem dâng vua từ hồi nhỏ. Lớn lên, anh tỏ ra thông minh, tháo vát và có tính kiên nhẫn lạ thường. Gặp khó khăn, anh không bao giờ nản chí. Được giao việc gì, anh làm cho kỳ được mới thôi. Nhà vua rất tin dùng anh. Cái tên Mai An Tiêm của anh chính là do nhà vua đặt cho. Nhà vua còn ban cho anh nhiều bổng lộc khác. Thời gian trôi qua, Mai An Tiêm cưới vợ rồi sinh được hai con, một trai một gái, gia đình rất đầm ấm, hòa thuận. Mai An Tiêm thường nói rằng, mọi thứ của cải trên đời đều do sức mình làm ra cả. Có kẻ nói với anh, nè, anh nói vậy đâu có được, chúng ta là bề tôi, cơm áo là do vua ban cho, bổng lộc cũng là do vua ban cho. Anh nói vậy là vong ân bội nghĩa đó nghe. Nghe vậy, Mai An Tiêm chỉ cười, không nói gì. Bọn nịnh thần bèn tâu với vua Hùng. Muôn tàu bệ hạ, cái thằng Mai An Tiêm á, nó dám nói những lời.
lời bất kính như vậy, sau này nó âm mưu làm phản hỏng chừng á. Xin bệ hạ hãy đày nó ra một hoang đảo ngoài biển khơi, thử coi nó có làm ra cái gì mà ăn không. Nhà vua tuy mến Mai An Tiêm nhưng cũng sợ cho ngôi báu của mình, nên nghe theo lời của bọn nịnh thần đày An Tiêm ra một hòn đảo ngoài cửa biển Nga Sơn thuộc tỉnh Thanh Hóa bây giờ. Tuân theo lệnh vua, An Tiêm đưa vợ con ra đảo. Thấy cảnh hoang vu, bốn bề sóng vỗ, người vợ ôm hai con khóc nức nở. An Tiêm lựa lời khuyên nhủ, rồi vào rừng săn thú, hái quả, đem về nuôi vợ nuôi con. Một hôm, thấy trên tảng đá có ít phân chim, trong đó có lẫn những hạt đen nhắm. Mai An Tiêm nhặt lên, xem xét thật kỹ, rồi tự nhủ. Đã là hạt, đem gieo, chắc phải nảy mầm. Mà đã là quả chim ăn được, thì chắc là người cũng ăn được. Ta cứ thử xem sao. Hai vợ chồng bèn làm đất, gieo hạt, chăm chút vun trồng, ngày đêm canh giữ chim chóc, không cho chúng đến phá. Ít lâu sau, hạt nảy mầm rồi mọc thành một thứ cây rất lạ, bò lan khắp bãi, lá xanh nõn nà. Rồi cây đâm hoa kết quả, xẻ ra thì thấy bên trong có ruột màu đỏ, hạt dẹp màu đen, cắn thử một miếng thì thấy vị ngọt và mát lạ lùng. Hai vợ chồng An Tiêm vô cùng mừng rỡ, hăng hái vỡ thêm đất, gieo hạt, ngày ngày chăm bón cho cây. Năm này qua năm khác, dưa mọc xanh khắp đảo. Các thuyền buôn qua lại ghé vào đảo, đổi các thứ thực phẩm lấy dưa. Nhờ đó, cuộc sống của gia đình An Tiêm ngày càng sung túc. Tuy đã quen với cuộc sống trên đảo, nhưng An Tiêm vẫn nhớ về đất liền. Chàng lấy 100 quả dưa có khắc chữ, ký tên mình lên, rồi thả xuống biển. Hy vọng những trái dưa ngon lành này trôi dạt được về. Quả dưa lạ mà xưa kia Mai An Tiêm đã vun trồng bằng đôi bàn tay cần cù và tinh thần tự lực tự cường của mình, chính là quả dưa hấu. Trong đỏ, ngoài xanh, ăn vào mát lạnh, ngọt thanh như đường đó các em à. Truyện Sự Thích Bánh Chưng và Bánh Dày. Từ khi nước Văn Lang ra đời, các vua hùng nối tiếp nhau trị vì, cai quản giang sơn gấm vóc. Thời đó, vua Hùng thấy mình ngày càng già yếu nên nghĩ đến việc truyền ngôi cho con. Nhưng vua có đến 22 người con trai, biết nhường ngôi cho ai bây giờ? Đêm đêm, vua thường băn khoăn, trằn trọc. 22 đứa con của ta đều đã khôn lớn. Kể về tài năng thì cũng có đứa vượt trội. Nhưng làm thế nào để chúng không tranh giành ngôi báu với nhau? Làm thế nào để chọn được người xứng đáng nhất? Vua đem việc này ra bàn bạc với triều thần, thì có một vị quan đứng ra tâu rằng: Muôn tâu bệ hạ, để sự lựa chọn được công bằng, xin bệ hạ mở một cuộc thi tài để 22 hoàng tử có dịp thi thố với nhau. Ai là người tài giỏi nhất sẽ là người xứng đáng được lên ngôi báu. Vua Hùng bèn cho gọi các con của mình đến rồi phán rằng: Ta nay tuổi già sức yếu, không thể ngồi trên ngai vua mãi được. Ta sẽ truyền ngôi cho một trong số các con, đứa nào làm ta hài lòng nhất. Bây giờ, các con hãy đi tìm hoặc tự tay mình làm ra một món ăn lạ chưa từng có trên đời để dâng lên cúng tổ tiên. Ai có món ăn ngon nhất, ý nghĩa nhất thì sẽ được ta lựa chọn. Nghe vua phán xong, các hoàng tử ai nấy đều hăng hái lên đường săn tìm những món ngon vật lạ. Người thì lên tận rừng sâu núi thẳm, người thì xuống tận sông sâu biển rộng, không quản ngày đêm. Bất kỳ thứ gì nghe nói ngon và lạ thì họ liền cố tìm cho bằng được. Trong khi đó,
Hoàng tử thứ 18 là Lang Liêu vẫn bình chân như vậy, ngồi trước hiên nhà, nghĩ ngợi mông lung. Mồ côi mẹ từ nhỏ nên Lang Liêu sống cô độc một mình, không có ai giúp đỡ. Chàng suy nghĩ mãi mà vẫn không tìm ra được món ăn độc đáo nhất để dâng lên vua cha. Quá mệt mỏi, chàng ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Bỗng chàng mơ mơ màng màng nghe tiếng nói của ai văng vẳng bên tai. Hỡi Lang Liêu hoàng tử, ta là nữ thần trên trời xuống đây giúp ngươi làm một thứ bánh lạ. Hãy nghe cho kỹ lời dặn của ta. Quý giá nhất trên đời không gì bằng hạt gạo. Vậy thứ bánh này phải làm bằng gạo nếp. Ngươi hãy đem cho ta một ít nếp, một ít đậu, một ít thịt heo, rồi ta sẽ chỉ cách làm bánh cho. Lang Liêu vâng lời, làm đúng như nữ thần căn dặn. Nữ thần lấy ra những tàu lá rộng và xanh, trải ra đất, rồi cho các thứ vào, vừa gói, vừa giảng giải cho Lang Liêu nghe. Bánh này tượng trưng cho đất. Trên mặt đất có cây cỏ ruộng đồng, rừng núi xanh tươi bát ngát, nên bánh phải có màu xanh. Ta dùng thịt, đậu xanh làm nhân để tượng trưng cho muôn loài cầm thú, cỏ cây sống trên đất. Phải gói bánh thành hình vuông, giống như hình mặt đất này, gọi là bánh chưng. Còn loại bánh thứ hai, tượng trưng cho vòm trời, thì phải có hình tròn và khum khum, gọi là bánh dày. Người hãy lấy nếp đồ lên cho dẻo, rồi giả thành những cái bánh màu trắng thơm ngon. Khi giật mình tỉnh dậy, Lang Liêu không thấy vị nữ thần đâu cả, nhưng những lời dạy của bà vẫn in đậm trong tâm trí chàng. Chàng bèn đi tìm các thứ rồi làm hai loại bánh theo lời dạy của nữ thần. Ngày hội thi tài đã đến, dân chúng kéo nhau đến xem hội đông nghìn nghịch, làm náo nhiệt cả vùng đất Phong Châu. Đó cũng là những ngày đầu năm mới rộn ràng, náo nức, sắc trời tươi sáng, lòng người hân hoan. Đúng vào lúc mặt trời mọc, vua Hùng cùng đám rước kiệu đến trước bàn thờ tổ tiên làm lễ. Khói hương nghi ngút, chiên trống vang rền, cờ xí rợp trời tạo nên khung cảnh thật oai nghiêm. Vua truyền cho các hoàng tử dâng lễ vật của mình lên. Lần lượt, các món nem công chả phượng được chuẩn bị rất công phu cầu kỳ, được các hoàng tử dâng lên mời vua nếm thử. Đến lượt Lang Liêu thì ai cũng phì cười khi thấy trên mâm của chàng chỉ là mấy cái bánh xanh xanh trắng trắng. Tiếng xì xầm nổi lên. Trời ơi, từ nãy tới giờ toàn là cao lương mỹ vị mà nhà vua còn chưa ưng ý, huống gì mấy cái bánh nhà quê này. Thế nhưng sau khi nếm thử, vua Hùng tấm tắc khen ngon rồi cho gọi Lang Liêu đến hỏi. Còn hãy nói cho ta nghe, vì sao con lại làm hai thứ bánh này dâng lên tổ tiên? Lang Liêu thật thà kể lại giấc mộng lạ kỳ của mình và tâu lên vua cha ý nghĩa của bánh chưng bánh dày như lời nữ thần đã dạy. Nhà vua rất đổi vui mừng, cầm hai thứ bánh lên cho mọi người thấy rõ rồi nói lớn. Đây chính là món ngon nhất mà ta đã nếm. Không những thế, nó còn có ý nghĩa rất hay. Nó bày tỏ lòng hiếu thảo của người con, tôn cha mẹ như trời đất. Nó chứa đựng tình cảm yêu thương dạt dào đối với quê hương ruộng đồng. Nó được làm bằng những hạt ngọc quý nhất trong những hạt ngọc của trời đất, những hạt ngọc mà phải đổ mồ hôi, tốn công sức mới có được. Người làm ra được hai thứ bánh này hẳn là người tài giỏi mà ta mong đợi. Thế là Lang Liêu đã thắng cuộc, trở thành Hùng Vương thứ 7, hiệu là Tiết Liêu Vương. Từ đó về sau, hàng năm cứ đến dịp Tết Nguyên Đán, mọi người lại làm bánh chưng bánh dày để dâng lên bàn thờ ông bà, bày tỏ tấm lòng uống nước nhớ nguồn của những người con đất Việt.